Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Mark Daily thứ hai trong ngày hôm nay, 27 tháng 12. Và hãy cùng theo dõi xem chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn những thông tin thú vị nào nhé. Như trong một bản tin daily trước đây thì Mark Channel từng đề cập tới các bạn một số thông tin rò rỉ xung quanh mẫu điện thoại hạng sang, pin siêu lớn đến từ nhà sản xuất Trung Quốc Xiaomi. Và hiện tại, theo những thông tin mới nhất thì công ty đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone này với tên gọi là M2017. Như đã đề cập thì điểm nổi bật nhất của chiếc Xiaomi M2017 chính là có dung lượng pin tới 7.000 mAh và được chia thành hai ngăn, mỗi ngăn có một pin có dung lượng là 3.500 mAh. Thiết kế bên ngoài của chiếc điện thoại này toát lên vẻ thực sự sang chảnh với những góc cạnh được vát mạnh, tạo cảm giác nhìn khá giống những mẫu điện thoại siêu sang đến từ Vertu hay là Mobiado, nhất là ở mặt lưng. Về thông số kỹ thuật, chiếc điện thoại này cũng rất mạnh mẽ khi được trang bị con chip Snapdragon 635, màn hình 5,7 inch, độ phân giải 2K, RAM 6GB, bộ nhớ trong lên tới 256GB nhưng không có khe cắm thẻ nhớ phụ. Camera kép 12MP trên 13MP ở mặt lưng cùng camera chính 8MP. Thiết bị được cài sẵn hệ điều hành Android 6.0.1 Marshmallow cùng giao diện Amigo 3.5 độc quyền của Xiaomi. Điểm thú vị là dù được trang bị dung lượng pin tới 7.000 mAh nhưng chiếc M2017 này lại khá mỏng, chỉ khoảng 10,78mm. Tuy nhiên thì cân nặng lại lên tới 238g. Về giá bán của thiết bị, chiếc M2017 đã được bán ra tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm là 1.010 USD, tức là khoảng 23 triệu đồng. Và phiên bản cao nhất được nạm thêm vàng bạc sẽ có giá lên tới 2.446 USD, tức là khoảng 55,5 triệu đồng. Nếu là bạn, liệu bạn có dám bỏ số tiền gấp 3 lần một chiếc iPhone 7 Plus để rước một cục pin cao cấp này về không? Xiaomi đang làm việc với chiếc flagship tiếp theo của công ty là MI6. Đó là điều hiển nhiên và không cần bàn cãi. Thời gian phát hành chính thức thiết bị cũng đã được xác định chắc chắn là trong năm 2017 tới, nhưng thời điểm chính xác để ra mắt thì vẫn là một ẩn số. Trong một tháng trước đây thì một nguồn tin đã cho biết Xiaomi đã lên lịch cho một sự kiện giới thiệu chiếc MI6 vào tháng 3 năm sau. Nhưng đến hiện tại thì thông tin này đang gặp sự mâu thuẫn bởi theo một kẻ giấu mặt vĩ đại khá nổi tiếng được với nhiều tin đồn chính xác trên Weibo đã phủ nhận điều này và cho biết rằng MI6 sẽ được lên lịch chính thức vào ngày 14 tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, điều khá buồn cười là bên cạnh gã tọc mạch trên Weibo kia thì trong cùng một ngày lại có tới 2-3 nguồn tin khác nhau tiết lộ về thời điểm ra mắt của MI6. Theo đó, một vài nguồn tin khác lại cho rằng chiếc flagship mới của Xiaomi sẽ chỉ được ra mắt sớm nhất là khoảng từ tháng 4 năm 2017. Nguyên nhân được đưa ra là do sự chậm trễ của Samsung trong việc không thể cung cấp đủ số lượng chip Snapdragon 835 cho các đối tác và thậm chí điều này cũng ảnh hưởng luôn đến chiếc flagship Galaxy S8 của công ty Hàn Quốc. Nói tóm lại thì nhiều khả năng các nguồn tin trên đều có cơ sở xác nhận. Có vẻ như ban đầu Xiaomi đã định giới thiệu chiếc MI6 sớm nhất có thể, tức là khoảng giữa tháng 2, nhưng đến cuối cùng đã phải hoãn kế hoạch do chưa nhận đủ số lượng chip cần thiết để sản xuất. Các thông tin xung quanh phần cứng của chiếc MI6 cũng đã được tiết lộ tương đối cụ thể. Theo đó, chiếc điện thoại này sẽ có kiểu dáng tương đối giống một chiếc iPhone 7 Plus, nhưng màn hình nhỏ hơn, chỉ khoảng 5.1 inch và có viền cong siêu mỏng. Camera kép ở mặt lưng cùng một phiên bản màu đen bóng. Giá bán của thiết bị không được tiết lộ, tuy nhiên truyền thống của Xiaomi thì có lẽ chiếc MI6 sẽ có một mức giá rất tốt. Có vẻ như quy mô hoạt động quá lớn và nhiều mảng kinh doanh hiệu quả cao đã giúp Samsung thoát êm khỏi kiếp nạn mang tên Galaxy Note 7 của công ty. Dù đứa con mặt vận này đã tiêu tốn tới gần 5 tỷ USD, nhưng sau tất cả, Samsung vẫn sẽ có lãi. Công ty nghiên cứu thị trường IBK Security vừa cho biết Samsung sẽ báo cáo tình hình hoạt động trong quý 4 năm 2016 của họ và không quên dự báo luôn mức lợi nhuận hoạt động của tập đoàn là vào khoảng 7,24 tỷ USD. Đây cũng là con số mà nhiều chuyên gia của HMC Stock cũng kỳ vọng vào Samsung và tăng 10% so với ước tính trước đó của tổ chức tài chính này, tức chỉ khoảng 6,7 USD. Có vẻ như quy mô hoạt động quá lớn và nhiều mảng kinh doanh hiệu quả cao đã giúp cho Samsung thoát êm khỏi kiếp nạn mang tên Galaxy Note 7. Dù đứa con mặt vận này đã tiêu tốn tới gần 5 tỷ USD, nhưng sau tất cả, Samsung vẫn sẽ có lãi. Công ty nghiên cứu thị trường IBK Security vừa cho biết Samsung sẽ báo cáo tình hình hoạt động trong quý 4 năm 2016 của họ và không quên dự báo luôn mức lợi nhuận hoạt động của toàn tập đoàn là vào khoảng 7,24 tỷ USD. Đây cũng là con số mà nhiều chuyên gia của HMC Stock cũng kỳ vọng vào Samsung
và tăng 10% so với ước tính trước đó của tổ chức tài chính này, tức là chỉ khoảng 6,7 tỷ USD do vấn đề của chiếc Galaxy Note 7 và một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến việc Samsung chi tiền cho Chon So-shin, bạn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, trong việc cố tình can thiệp trái pháp luật vào một số công việc chính phủ nước này. Được biết, góp công tới một nửa trong số tiền lãi 7,4 tỷ USD trên là nhờ vào tình hình kinh doanh mạnh mẽ của mảng sản xuất chip nhớ, và đây cũng là kết quả hoạt động tốt nhất của mảng này trong 3 năm trở lại đây. Do vậy, mức lợi nhuận của Samsung sẽ còn kinh khủng hơn nếu như chiếc Galaxy Note 7 không gặp thất bại. Nếu các nhà phân tích trên dự đoán đúng, thì trong vài ngày tới, báo cáo tài chính của Samsung sẽ ghi nhận mức tăng lợi nhuận hoạt động lên tới 67% so với con số 4,33 tỷ USD trong quý 3 năm 2016. Ngay sau khi hai tổ chức tài chính công bố dự báo của họ, cổ phiếu của Samsung đã ghi nhận mức tăng tới 23% sau phiên giao dịch gần nhất, lên tới 1.496 USD. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Mac Daily trong tối ngày hôm nay. Chúc các khán giả của Mac Channel sẽ có một buổi tối ấm áp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.